Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Ca sĩ Phi Hải qua đời ở tuổi 50. Vợ của ca sĩ Phi Hải là ca sĩ Hương Giang, giải ba tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 1997 cho biết, hai tháng qua, vì nhiều lý do, cô và chồng không ở chung nhà, ca sĩ Phi Hải ở chung với người chị gái. Do hoàn cảnh dịch bệnh, chúng tôi mỗi người một nơi. Khi các phòng trà ngưng hoạt động, tôi chuyển sang bán hàng online để lo cho gia đình. Tôi nhận được thông tin ông xã qua đời vào chiều qua, đau xót lắm khi cuối đời vợ con vẫn không nhìn được mặt anh ấy. Hương Giang tâm sự. Ca sĩ Phi Hải là gương mặt quen thuộc của nhiều phòng trà phía Nam. Anh sở hữu chất giọng trầm ấm, thích hợp với những ca khúc trầm buồn, dễ đi vào lòng người. Năm 2020, ca sĩ Phi Hải cùng vợ là ca sĩ Hương Giang tham gia chương trình ca sĩ ấn danh để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả khi cả hai xuất hiện trên một sân khấu. Trong chương trình Mảnh ghép hoàn hảo, ca sĩ Vi Hải cho biết cuộc hôn nhân của anh gặp nhiều sóng gió, có lúc đã nghĩ đến việc liên hôn, xong cả hai quyết định thay đổi để níu kéo hạnh phúc gia đình. Ca sĩ Phi Hải qua đời đột ngột để để lại nhiều thương tiếc trong giới ca sĩ, nhạc sĩ. Trên mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp đã bày tỏ sự tiếc nuối khi anh ra đi trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh. Nhiều bạn bè không thể đến thắp hương để tiễn biệt.